Rồi, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đặt vé xe cho kỳ lễ sắp tới để đi chơi về các cái vùng mà mình có cái kế hoạch đi chơi du lịch. Thì sắp tới thì 30/4, 1/5 bên này thì có chuyến ngồi nữa, thì bên mình sẽ được nghỉ tầm 10 ngày đấy các bạn. Thì chắc là các bạn có nhiều cái du lịch để đi những cái nơi đi chơi, đến thăm bạn bè, người thân, anh em, rồi đi du lịch. Thì để mà mua vé tàu đi đến những nơi gần thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì những cái nơi massage thì chúng ta sẽ phải đặt tàu đi tàu Shinkansen chẳng hạn, hoặc là đi tàu cao tốc thì vé tàu nó sẽ đắt. Ví dụ như mình đi từ chỗ mình là Niigata xuống dưới Tokyo, xuống dưới sân bay Narita, thì đi tàu cao tốc và tàu Shinkansen thì nó mất 1,2 đấy, thì cũng rất là đắt đúng không ạ? Đấy là một chiều ấy. Còn mà đi 2 chiều nữa thì thành 2,4. 2,4 thì nó là 5 triệu rồi. Thì thay vào đấy thì mình có thể tìm một cách khác nó rẻ hơn. Đấy là đặt vé xe buýt. Xe buýt thì từ đây xuống Tokyo nó chỉ rơi vào 4 sen đến 6 sen thôi các bạn. Thì các bạn có thể tham khảo cái cách đặt vé xe này và đặt để kiếm một cái vé xe nó rẻ phù hợp với cái nhu cầu chơi của mình và vừa tiết kiệm tiền nhé. Ví dụ mình từ Nagaoka mình đi xuống sắp tới mình sẽ đi xuống xuống dưới Nagoya các bạn. Nagaoka Eki và xuống Nagoya Eki. Các bạn cứ vào cái Google và chọn cái và ấn thế thôi. Chứ không phải lo gì cả. Bắt sự. Các bạn ấn vào cái này này. Đấy. Nagaoka Eki và Nagoya Eki Basu. Thì tương tự các bạn đặt là từ Tokyo đi Osaka hay là từ Kagoshima đi đến Saitama gì đấy. Thì các bạn tùy các bạn, nhưng mình theo chuyện đi mình là đặt như thế này nhá, mình sẽ làm để các bạn cùng tham khảo thôi. Chứ nhiều người đi đến nhiều nơi thì cũng không biết làm đâu cho nó phù hợp cả đúng không? Thì mình sẽ làm luôn cái của mình là mình đi từ Nagaoka đến Nagoya. Rồi nó sẽ hiện ra một loạt các cái trang để đặt vé xe buýt này các bạn. Đấy, thì mình sẽ ấn vào một cái trang nào đấy cũng được. Đấy, có rất nhiều các cái trang lữ hành, các xe buýt lữ hành. Đấy, thì mình sẽ ấn vào Amigo chẳng hạn, là trang đầu tiên nhé. Không vấn đề gì cả, trang nào thì nó cũng đặt hàng, đặt vé xe là như nhau. Đấy, thì nó có xe mới này, 4 chỗ. Cái này có USB để sạc điện thoại gì luôn này. Thì Nagaoka Shinkansen này, Nagaoka Niigata này, quên mất. Đây thì các bạn cứ đặt, đây bên này là đặt vé xe bình thường, bên này thì có đặt luôn cả phòng ốc cho cái du lịch luôn các bạn. Nếu mà đoạn nào mà không biết thì sẽ có Google dịch ở đây rồi, sẽ dịch luôn. Rồi mình sẽ đặt vào đặt vé. Đây nó trong quá trình nó khởi động. Đây thì trên kia chỉ là tham khảo thôi á, thì đấy nó hiện ra loạt như thế này. Thì mình sẽ chọn ngày về hoặc là ngày đi tùy mình. Ví dụ mình sẽ chọn ngày đi là ngày tháng 4 này luôn. 26 là mình được nghỉ rồi thì mình chọn ngày 26 đi chẳng hạn luôn nhé. Đây, ấn vào. Đấy, 26 thì đến thời điểm này là đã hết vé rồi các bạn. Hai chiều đều hết vé. Đây. Thế thì đây mình đặt luôn ngày 27 nhé, thử 27 xem nào. 27 cũng hết vé luôn này. Đấy, thì chỉ có ngày từ ngày 29 là có vé thôi. 9:30 là có vé. Đây, đây là từ Nagoya đi về Niigata. Còn Niigata đi về Nagoya thì cũng tương tự là cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật thì đều hết vé. Thế thì thứ hai mới có vé. Thế thì mình đặt vào ngày thứ hai vậy. Rồi, đây nó sẽ hiện ra thông tin của vé cho mình. Đi từ Niigata thì có từ gần ga Niigata và đến chỗ mình là ga Nagaoka, ga lớn. Thì 23:45 sẽ xuất phát từ đây và đến Nagoya là 5:30 rồi đến ở Nagoya Eki Minami, đấy ra cửa sông cửa nam của ga Nagoya, thì giá vé là 8 sen. Bây giờ xuất phát đây, ngày giờ xuất phát đây các bạn sẽ nhận là được. Và đây là có đặt một chiều hay là khứ hồi luôn, thì mình đặt mình làm mẫu thử một chiều để các bạn cùng tham khảo. Còn tương tự đặt hai chiều thì cũng thế, không có gì khác cả. Đây, trên này thì nó có hiện ra cái số xe này, 202 này, từ Niigata về Nagoya
Đấy, thì ngày xuất phát là ngày này, số hiệu xe và thế này, và cái code của mình của xe này. Đấy thì ở đây chỗ này là còn xác nhận số lượng khách, một khách người lớn là trẻ con không người, và thì mình đi một mình thì mình đặt một mình thôi. Đấy, tổng thiệt hại là có một người thôi. Đấy, giờ này nó xác nhận lại thông tin của mình mà, giờ xe đi và giờ xe nơi, các bạn xác nhận lại kỹ cái phần này. Sau khi xác nhận lại người, giờ giấc và xe cộ thì các bạn ấn vào tư duy tiếp tục, còn các bạn muốn sửa đổi gì thì quay lại mô đồ rồi. Đấy, thì còn tiếp tục thì chữ ghi thôi. Cái này thì không có vấn đề gì. Và đây là lại xác nhận lại một lượt nữa các cái thông tin vé xe. Giữa này là bên này là dành cho những người đã có tài khoản, người ta đăng nhập vào, người ta mua. Và bên này là người chưa có tài khoản mà là bắt đầu mua, thì vào đây thì mình sẽ vào đây luôn, bởi vì mình đặt có mỗi lần, thì đến tận mấy tháng sau đặt lần nữa thì mình chưa có tài khoản thì mình sẽ dùng cái này, không vấn đề gì cả. Rồi bên này là nó hiện ra một cái bảng điền thông tin cho mình sẽ vào đây và điền ẩn vào đây, có ô tích đây, các bạn vào đây và điền. Cái này thì cái thao tác ở trên này và trên điện thoại và trên máy tính nó cũng là như nhau các bạn, không có gì khác cả. Mình đã thử cũng không có gì khác đáng kể, và nên là cũng không phải lo lắm. Bạn có thể tham khảo trên máy tính và thực hiện trên điện thoại cũng không vấn đề gì, và cứ vào Google Chrome điền là ra thôi. Nơi cái chỗ này tên yêu cầu đặt một katakana thì mình sẽ điền cái tên của mình vào thôi. Đây chỗ này thì giới tính nam nữ, nam nữ, nam thì nam, nữ thì nữ. Đây thì có cái ngày tháng năm sinh này các bạn này. Đây thì mình đặt là một tháng 10 đây, 1999 đây chẳng hạn. Cái này là số nhà các bạn nhé, số nhà thì các bạn không cần thiết, chỗ nào có phần hoa thịt đỏ này, thì yêu cầu là phải có cần thiết, nếu là không thì thôi. Đây đến được số điện thoại, số điện thoại thì mình cứ nhập số điện thoại mình vào, mà yêu cầu là phải giữa các cái số thì phải có chỗ trừ như thế này, nếu không nó sẽ báo lỗi. Các bạn chú ý phần này, 070 trừ 0056 trừ 00 056 trừ 070 trừ 056 trừ 0021 chẳng hạn này. Ok, đây là mail của các bạn này, mail thì để và xác nhận cái thông tin đặt vé hay là xác nhận thanh toán thì có qua mail. Đấy, đây chỗ này là xác nhận lại mail lần thôi chứ không có vấn đề gì về đánh lại mail được. Rồi xong phần mail, bây giờ đã xuống địa chỉ của mình. Chị mình thì số bưu điện ở chỗ các bạn đang lưu trú, các bạn nhập vào thôi. Ví dụ như đây là mình, đây thì mình nhảy chỗ mình Nagaoka Niigata thì đánh vào số bưu điện vào thì nó sẽ hiện ra là tỉnh số 15 và Nagaoka đấy luôn. Rồi này còn bên này thì cái số hòm thư ở nhà các bạn này 3 trừ 20 trừ 06 đi. Đấy thì là tí nó sẽ gửi cái xong thì các bạn thanh toán cái tiền vé thì các bạn sẽ được nhận vé qua cái địa chỉ này. Phần này thì không cần thiết này. Còn chỗ này là phần thanh toán các bạn. Bạn thì có nào thẻ GVC, Visa, Mastercard thì các bạn chọn vào, tích vào phần này, cá độ này. Còn các bạn nào mà có mini thì các bạn vào vào đây. Đó là ngân hàng, bưu điện thì các bạn ở đây. Phần thứ ba này mình sẽ chọn là company. Đây thì tích vào mũi tên này thì nó hiện ra loạt các company ở Nhật. Family này, 7-Eleven, Lawson này, gì đấy, một loạt cái company. Mình đây thì mình sẽ chọn family mát, kiểu gần mình nhất. Đấy thì ok, cái này thì không cần thiết. Cái này chú ý, ví dụ tôi muốn nhận giờ là nhận vé là 10 giờ hoặc là 5 giờ 7 giờ gì đấy thì các bạn nút vào đây. Còn ở dưới này thì là có một rồi ok, xuống dưới cái này thì có cái ô này thì các bạn tích vào đấy thì nó sẽ xác nhận lại các cái thông tin của bạn như các bạn vừa nhập trên kia các bạn. Phần này như kiểu là cái phần cuộn vé gì đấy, rồi xác nhận lại số điện thoại này và cái chuyến đi. Cái này thì các bạn chọn những điểm lên và điểm xuống cho nó ok sao theo ý của mình. Thì đây là mình ở Niigata thì nó có hai điểm dừng, là một ở Niigata Eki và hai là Nagaoka Eki, thì mình sẽ lên ở Nagaoka. Sau đó thì khi xác nhận xong thì mình sẽ ấn tiếp tục. Rồi sau khi các bạn nhấn tiếp tục thì nó sẽ hiện ra cái bảng này để xác nhận lại thông tin số xe này, ngày đi, giờ lên xe, giờ xuống xe như bên kia thôi, cũng không có gì. Và cái địa chỉ gửi về cái thông tin cho các bạn này, địa hòm thư về các bạn nhân là bao nhiêu này. Đấy thì tên này, tuổi đây, địa chỉ đây. Đấy thì để các bạn nhận vé xe thức đi thôi. Sau khi mà hoàn thành các điểm này xong và xác nhận lại đúng thông tin của mình thì các bạn tích vào phần lữ hành các đường đi này và du gia cự. Du gia cự thì nghĩa là đồng nghĩa là các bạn đã đặt vé và nó sẽ gửi cho các bạn một cái email. Và sau khi mà các bạn ấn vào du gia cự này thì sẽ có một cái email gửi về cho các bạn. Email là như thế này,
Sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong cái bước đặt vé thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mail là hoàn thành đặt vé như thế này. Đấy, có số đặt vé của các bạn, code và cái có số đặt vé và cái mã thanh toán của mini đây như thế này. Đấy thì các bạn ra company để thanh toán. Các thanh toán thì đầu tiên là các bạn ấn vào cái mã này 20002 này, sau đấy ấn vào cái mã này. Và video thanh toán thì mình cũng có một cái đã làm thì các bạn có thể tham khảo từ cái video ở đấy nhá. Còn tiếp theo khi các bạn đã thanh toán được quầy thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mail tiếp là đã thanh toán hoàn thành và chờ nhận vé. Thì đây là mình đã thanh toán 8 sen cho cái vé ngày này đi ở ngày mình đặt. Và đây là cái địa điểm lên xe và xuống xe, nếu không biết thì các bạn có thể tích vào luôn để xem nó nằm ở đâu trên bản đồ và lúc lên chờ xe cho nó tiện. Đấy, đây thì mình có đây rồi, trước ga một đoạn đây thì là có cái bãi xe bít, đây thì việc lên đấy thôi. Đấy là coi như là các bạn đã đặt xong cái vé và chờ gửi về qua hòm thư. Đấy thì chúc các bạn đặt được vé theo ý muốn của mình và đặt được cái vé càng sớm là tốt, thì có giá rẻ các bạn nhé. Thì đặt trước 7 ngày thì có một mức khác nhau, vậy trước 14 ngày thì có mức rẻ hơn nữa. Thì theo mình các bạn nếu là có kế hoạch đi thì đặt trước càng sớm càng tốt, càng rẻ. Thì chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ trong thời nghỉ tới và an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.